6 lý do để khẳng định telesale là công cụ tuyệt vời để bùng nổ doanh số. Telesale là phương thức bán hàng gián tiếp qua điện thoại. Nhân viên telesale sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng và dùng những kịch bản có sẵn để giới thiệu cũng như tư vấn bán sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Đây là phương thức bán hàng hiệu quả nhất hiện nay vì nó giúp doanh nghiệp cung cấp cho người mua có được thông tin về sản phẩm chi tiết nhất mà không mất thời gian và chi phí đi lại để qua cửa hàng. Công việc của một nhân viên telesale sẽ được phân chia tùy theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp. Mỗi ngày sẽ có bảng chấm công ghi lại những công việc mà nhân viên telesale phải làm. Tại sao telesale là công cụ tuyệt vời để bùng nổ doanh số? Thứ nhất, với điện thoại bạn có thể tiếp cận mọi người ở bất cứ đâu. Dù bạn có đang ở khách hàng cách một khoảng xa, bạn vẫn có thể tư vấn để bán hàng cho họ. Thứ hai là bạn có thể tiếp cận với bất kỳ ai bạn muốn. Thứ ba là bạn sẽ cực nhanh bán được hàng. Thứ tư là chi phí cuộc gọi quá rẻ. Thứ năm, khiến cho việc telesale trở thành một công cụ hiệu quả để bán hàng, đó là bất kỳ ai cũng có thể bán được hàng. Thứ sáu, telesale giúp bạn tăng doanh số ngay lập tức là telesale giúp thúc đẩy nhanh quá trình bán hàng của bạn. Với những ưu thế vượt trội như vậy, telesale là một kỹ năng mà tất cả những ai đang làm bán hàng và kinh doanh đều sẽ thuần thục vì nó thực sự là phương pháp tuyệt vời và hữu hiệu.